Tử vi tuổi Bính Dần 1986 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ có cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mình đã đặt ra. Hãy lạc quan và trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát và thầy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Bính Dần. Tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021, các gia chủ tuổi Bính Dần sẽ gặp những chuyện gì tốt, cần tránh mắc những sai lầm nào trong cuộc sống, nhẹ nhàng, tích cực hơn. Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi. Và đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Quý gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986, mệnh Lục Trung Hòa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao. Tài năng có thừa, lại thông minh ham học hỏi. Những việc họ đã quyết thì dù thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm đến được mới thôi. Đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ. Gặp được người cùng chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ, nên thời cấp sách đi học, thành tích học tập của họ thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Quý âm thủy gặp Dần Sơn Mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Bính Dần. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, thì ắt sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Bước sang tháng 4 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Bính Dần vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước, đường tài lộc cũng hiu hắt. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Dần cũng cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Ngoài ra trong tháng này, tuổi Bính Dần sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Bản mệnh đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Không như vậy, mệnh chủ còn dễ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm, bất định. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, những người tuổi Bính Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân, nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí,
giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Bính Dần trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Bước sang tháng tư âm lịch, công việc của tuổi Bính Dần bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục, khiến cho bản mệnh trở tay không kịp. Có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng, gây ra những sự cố bất ngờ. Bản mệnh còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, tạo bẫy khắp nơi nơi, khiến cho những người tuổi Bính Dần đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Hơn nữa, công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho tuổi Bính Dần dễ đánh mất đi quyết tâm của mình. Có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy. Cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Bính Dần nên chú ý hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mệnh đón được thêm nhiều điều may mắn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Bính Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc, trong tháng tư âm lịch, tuổi Bính Dần dễ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền, tiểu nhân vật vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất lợi, lợi nhuận sụt giảm. Xét về tài vận, tháng tư âm lịch này tuổi Bính Dần khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Bản mệnh có khi trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫm tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Ngoài ra, tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Bính Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, mặt tình cảm và gia đạo. Trong tháng này, tuổi Bính Dần cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Hơn nữa, do tuổi Bính Dần không có nhiều thời gian dành cho tình yêu, sự nghiệp trải qua biến động khá lớn, nên bản mệnh phải dùng thời gian và tâm sức để giải quyết. Bản mệnh mải mê với chuyện công danh, sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện ở xung quanh. Thời điểm này tuổi Bính Dần có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống. Những gia chủ Bính Dần mang bên mình vật phẩm phong thủy tam sắc khai vận Dần, Ngọ, Tuất để kích con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông, nở rộ, thành công. Đây cũng là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, kỵ tà, hóa sát, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi năm Tân Sửu cho rằng tháng tư âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Bính Dần không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bản mệnh cũng không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng,
Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Dần cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kinh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kinh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Bính Dần có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, kết thúc ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ, nạp âm trường lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử, dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, canh thân. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 4, từ ngày 24 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, nhâm thân. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 4, từ ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, sát thân. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng cần có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 4, từ ngày 15 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 4, từ ngày 27 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 4, từ ngày 8 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Đinh Hợi, nạp âm Ốc Thượng Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Bính Dần trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.